Rồi, xin chào tất cả anh em, mình là Cơ Khí Thân Thịnh. Thì lâu rồi thì mình cũng không đăng những video về làm cửa nẻo cho anh em cùng xem và để tham khảo. Thì công việc mình cũng mắc việc quá, khách cũng hối cho nên mình không có thời gian để làm video cho anh em cùng xem. Thì hôm nay mình cũng làm về cái phần nẹp chỉ sâu. Thì mình cũng làm video chia sẻ lại cho anh em, hướng dẫn lại cho anh em nào mà chưa biết và hoặc là anh em nào mà mới vào nghề á, để anh em xem để rút ra cho mình cái kinh nghiệm để sau này làm những cái nẹp chỉ cho nó đẹp ha. Thì những cái video ở đây là cái nẹp chỉ về mặt sau này nha. Đó, bốn góc đều sát với nhau. Đó, chút xíu mình sẽ hướng dẫn. Đối với video về cái những cái phần chỉ nẹp trước đây thì mình cũng có làm video hướng dẫn rồi. Thì anh em nào mà chưa xem thì lấy ra xem để biết thêm nhé. Còn đây là video này mình sẽ làm về cái phần nẹp chỉ sau cho anh em cùng xem và để tham khảo đó. Đối với anh em nào mà muốn làm được những cái góc bốn góc nẹp chỉ sau cho nó sát, cho nó đẹp giống như cái nẹp chỉ trước đó, để mình đi lắp ráp cho nó dễ đây nha. Đó, mình chỉ cần nấn xuống là xong đó. Đây là một cái ô vuông cho nên là mình xoay hướng nào cũng được ha. Thì đối với ô vuông hoặc là hình chữ nhật, cái hình nào cũng nó cũng kích thước nó cũng giống nhau thôi nha. Rồi bây giờ anh em khi mà anh em mà muốn làm những cái nẹp chỉ sau này cho nó chuẩn á, thì cái phần nẹp chỉ sau thì chúng ta sẽ cố gắng cắt cho những cái đường này này cho nó thẳng thẳng vuông góc với nhau nha, cho nó đẹp nhá, để không bị oval. Tức là khi anh em mà cắt những cái đường này á mà nó không có chuẩn á, nó bị xéo á, thì khi mình làm xong là cái nẹp mình á, cái nẹp sau của mình nó sẽ bị oval. Khi mình chỉnh hết oval á thì những cái góc mình nó sẽ bị hở nha. Đó, nếu như mà mình cắt những cái đường này mà không chuẩn, không vuông góc, thì khi mình vào chắc chắn nó sẽ bị oval. Mà khi bị oval mà mình chỉnh cho nó hết oval á thì những cái góc này chắc chắn nó sẽ bị hở nha. Đó, bị hở trong bốn góc sẽ nó sẽ có bị hở 1 đến 2 góc nha. Đó, cho nên anh em cố gắng cắt cho chuẩn, là khi mình làm xong xuôi là mình chỉnh hết oval á là nó sẽ bốn góc nó đều đẹp với nhau cả nha. Đó. Rồi, khi anh em đã cắt những cái chỉ này chuẩn rồi á thì cách thức cắt thì cũng rất là dễ thôi, nó cũng giống như nẹp trước, nhưng mà cái phần nẹp sau này nó sẽ trừ lớn hơn một chút xíu. Tức là anh em sẽ tìm cho mình là những cái tấm tôn, tấm băng từ tắt cắt từ tấm tôn mano rẻo ra nha. Đó, một miếng như vậy là 6 gem này. Đó, tấm pano sau gọi là nó chỉ có là 6 gem thôi, thì anh em sẽ cắt cho mình là 4 miếng. Đó, 4 miếng pano 6 gem nhỏ nhỏ như vậy nè. Đó, sửa sửa cho nó thẳng thẳng cho nó đẹp nha. Rồi, đối với cái cắt cái này muốn cái nẹp sau cho nó chuẩn thì anh em sẽ cắt hụt đi cho mình là 2 miếng này nha. Đây mình sẽ đưa vào nè. Mình làm một tay nó hơi chậm tí xíu nha. Đó. Đó, anh em để vào cho nó cứng cáp đồng hoàng. Đó, không được lỏng nha. Đó, anh em thấy đấy không, thêm 2 miếng tôn 6 gem này, đó là nó vừa hợp lý nha. Đây, đó, được chưa, đó, nó chặt như vậy nha. Đó, rồi sau khi anh em sẽ cắt được những cái nẹp xong xuôi rồi thì anh em chỉ cần ráp vào 4 cái xung quanh, nhớ là xoay ngược lại nha. Đó, chúng ta sẽ làm cái nẹp chỉ trước xong chúng ta sẽ lật ngược lại, lật ngược lại cái cánh của mình, sau đó chúng ta sẽ đưa vào thôi. Đó, đưa vào 4 miếng đây. Đây là mình cũng có cắt sẵn hết rồi. Đó, cắt sẵn hết rồi. Rồi chúng ta sẽ vào thôi. Rồi mình sẽ để cái góc máy quay trên cao nhìn xuống cho anh em dễ nhìn nha. Đây, 4 miếng tôn này. Tôn 6 gem nha, cắt từ những cái tấm tôn rẻo của Bano ra. Đó, anh em tận dụng lại anh em làm thôi. Đó, chúng ta sẽ đưa vào. Rồi chúng ta sẽ ráp những cái mặt sau lại, quay cái mặt đít lên. Đó, chúng ta sẽ nhét cái tấm sau gem này vào đây, bốn góc này nha. Đó, đấy đó. Còn không mà anh em mà nếu mà như mà anh em mà nhét bốn tấm tôn này không lọt thì chúng ta sẽ lấy cái góc này ra. Đó, chúng ta để bốn tấm tôn vào trước rồi chúng ta sẽ để những cái nẹp này vào sau ha. Đó, đây đó, xong rồi chúng ta sẽ góc cuối cùng thì chúng ta sẽ đóng xuống. Đấy, rồi khi đóng xuống rồi thì anh em sẽ chỉnh bốn cái góc này cho bằng, đó, cho bằng mặt với nhau. Rồi lúc đó chúng ta chỉ hàn vào. Đấy,
Hàn những cái nẹp này á thì anh em cố gắng để xéo 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 vậy này cho cái lượng dây ra hơi nhiều tí xíu nha, ra nhanh hơn để chúng ta hàn không bị lủng. Đấy, khi chúng ta đã hàn được bốn góc xong rồi thì chúng ta sẽ rút tấm tôn này ra. Đó. Rồi như vậy là mình đã 50% xong cái nẹp này ha. Rồi bắt đầu chúng ta anh em sẽ tìm cho mình là một cái mỏ lết để chúng ta là chỉnh những cái góc này lại cho nó bằng nhau này. Đây, mình nhìn kỹ nha, đây mình chỉnh lại nha. Đấy, sau đó anh em sẽ chấm lại cho mình phía bên hông. Đấy, cho mình không gần 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 mé lên trên một tí xíu nha, đừng có xuống giữa nha, mé mé lên trên này một tí xíu này. Đó. Rồi anh em sẽ làm cho mình bốn góc như vậy. Đấy, như vậy là mình đã xong. Đó. Khi mà chúng ta đã hàn xong rồi thì chúng ta sẽ cân cái mặt bằng, đừng để nó bị oval nha. Nếu bị oval thì chúng ta sẽ chỉnh sửa đàng hoàng, hết oval lúc đó chúng ta mới là mài nha. Đó, chỉnh sửa xong thì chúng ta sẽ mài nha. Đây. Đấy, chúng ta sẽ mài cái cạnh của nó đi. Đó, để cái góc đẹp lại nha. Đó, đừng có mài bầu nó nha. Đó, chúng ta sẽ mài hết bốn cạnh, rồi mài xong thì chúng ta sẽ làm mài băng. Rồi, ok, như vậy là mình đã xong một cái nẹp phía sau rất là đẹp. Đó, nó cũng giống như nẹp trước thôi, không khác gì hết. Đó. Cái nẹp sau này thì anh em sẽ cân cái bảng to, nó sẽ xoay lại, cái bảng nhỏ nó sẽ xoay ngược lại, nó sẽ đối chiếu lại. Thì cái về phần nẹp đó mình cũng giải thích rồi, mình có làm video giải thích rồi. Anh em nào chưa xem thì lấy ra xem để mà hiểu thêm nha. Đó, như vậy mình đã xong thì mình sẽ đặt vào thôi. Đó, khi đi ráp thì mình sẽ ấn nấn xuống thôi, được chưa? Đó. Rất là dễ, được chưa? Đó. Đó. Hướng nào cũng được. Đấy. Đó, mình xoay hướng nào cũng được hết. Đó. Đó, mặt sau, đó, mài đi bốn góc. Đấy, mài mặt này, mài cũng bốn góc cho nó đẹp nha. Đó, như vậy thôi, cái nẹp mình luôn luôn chắc chắn, được chưa? Đó, rất là dễ. Đó, video của mình hướng dẫn cho anh em cái cách làm nẹp sau nó sẽ dễ dàng như vậy thôi. Đó, sau đó anh em sẽ đi tiếp tục. Ví dụ những cái ô mình làm đều thì mình chỉ sẽ chọn ra một ô thôi, rồi mình làm, mình ngồi mình làm một chỗ. Còn như những anh em nào mà làm chưa đều những các ô này á, thì anh em sẽ ô nào mình làm ô đó cho nó dễ, sau này mình làm cho nó khi đi ráp là nó không bị hở nha. Đó. Rồi, video của mình hướng dẫn cho anh em cách làm nẹp sau nó sẽ dễ dàng như vậy thôi, đơn rất là đơn giản, phải không anh em? Mình làm vừa nhanh vừa đẹp, chủ yếu là anh em cắt chuẩn là ok rồi, góc là phải thẳng thắng, đó, tức là nó sẽ phải cái góc này này nó phải vuông góc với nhau này, đó, như nhau nha. Rồi cái cân cái chêm đồ hở thì nó là 6 gem, à 12, 1 ly 2 chứ, 2 tấm 6 gem thì là nó là 1 ly 2, được chưa? Đó, chặt chặt nha, phải chặt nha, không được lỏng nha. Đó, đó như vậy thôi, là cái nẹp về cái phần nẹp sau nó về sẽ như vậy. Rồi video của mình đến đây là hết rồi, anh em nào xem thì nếu thấy hay thì like cho mình nhé, để được có động lực mình làm những video tiếp theo cho anh em cùng xem và cùng tham khảo. Rồi xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em lại những video sau nha.